Các bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 126, Ải Nhân Vương 2. Hắn muốn cho mọi người biết, ta đây mới là người lợi hại nhất, thấy chưa? Ta là người đầu tiên rút trúng ô màu đỏ, giải thưởng lớn đấy, mau đến mà bái phục ta đi, mau đến mà ghen tị với ta đi. Mọi người đừng nản chí, hôm nay không rút trúng thì ngày mai rút, biết đâu ngày mai lại trúng giải lớn. Mọi người cố gắng lên hy vọng mọi người cũng giống như ta, rút trúng ngọc bội tụ linh này. Nhìn nó đẹp hơn hẳn cái huy chương tụ linh kia, phong cách hơn hẳn, mọi người cố gắng lên nhé. Trần Lâm An ủi mọi người, động viên mọi người tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhân viên bán hàng, nhưng mục đích thực sự của hắn là gì thì ai cũng biết. Mọi người nhìn mà thèm nhỏ dãi, thầm thề nhất định phải rút trúng ngọc bội tụ linh này. Không thể để một mình Trần Lão được oai phong như vậy, mình cũng phải oai như vậy mới được thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt đã đến tối ăn tối qua loa xong dương phong tiến vào không gian thí luyện định trút hết mọi bực tức lên bí cảnh thí luyện hôm nay dương phong phải đối mặt với cửa ải cuối cùng của tộc ải nhân thiêu chiến ải nhân vương không biết ải nhân vương này mạnh đến mức nào lại có năng lực gì dương phong tiến vào đấu trường của ải nhân vương khi nhìn thấy ải nhân vương dương phong vô cùng kinh ngạc đây 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 là ải nhân sao Ải Nhân Vương đứng trước mặt Dương Phong cao khoảng 2 mét, đầu đội vương miệng, người mặc áo giáp tinh xảo, tay phải cầm một cây búa, cây búa này rất giống với cây búa của thần sấm. Ngay khi Dương Phong định tung ra đòn tấn công thăm dò, Ải Nhân Vương đối diện bỗng nhiên mở miệng nói. Chào mừng trưởng quỷ đến với cửa ải cuối cùng của tộc Ải Nhân, cửa ải này do ta, vua của tộc Ải Nhân trấn giữ, ngươi phải vượt qua thử thách của ta thì mới có thể phá đảo tộc Ải Nhân. Dương Phong vô cùng kinh ngạc ải nhân vương này vậy mà có thể nói chuyện được. Hắn thăm dò hỏi làm thế nào để vượt qua thử thách của ngươi, rất đơn giản, chỉ cần trưởng quỷ trả lời đúng câu hỏi của ta là có thể qua cửa. Nếu trả lời sai, xin mời quay lại cửa ải đầu tiên, bắt đầu lại từ tên thiết trùy ải nhân, tiếp tục trả lời câu hỏi của ta, cho đến khi nào trả lời đúng thì thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ngươi là được sao? không phải đánh bại ngươi mới là vượt qua ải sao dương phong kinh ngạc hỏi ha ha đánh bại ta cũng được chỉ là hiện tại ngươi không làm được ải nhân vương ngạo nghễ nói mẹ kiếp ngươi dám coi thường ta nói ta không làm được ngươi mới không làm được cả nhà ngươi cũng không làm được nói cho ngươi biết có làm được hay không đánh rồi mới biết dương phong nghe vậy lập tức nổi giận là đàn ông thì không ai chịu được câu nói đó có thể nói nhỏ nhưng không thể nói không được nói xong hắn rút kiếm lao về phía ải nhân vương ải nhân vương liếc mắt nhìn sau đó nhẹ nhàng ném cây búa trong tay về phía dương phong thấy hắn chỉ nhẹ nhàng ném cây búa về phía mình như vậy dương phong tức giận ngươi dám coi thường ta như vậy vậy thì đừng trách ta chỉ thấy dương phong một chiêu kích trọc dương thanh đánh vào cây búa đang bay tới muốn đánh bay nó đi chỉ là chuyện khiến dương phong không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra khi kiếm của hắn chạm vào búa một dòng điện từ búa phát ra dòng điện theo thân kiếm đến chui kiếm rồi truyền vào người hắn ầm một tiếng dương phong biến thành một người châu phi sau khi rơi xuống đất liền biến mất trên lôi đài dương phong lại xuất hiện hắn ngoan ngoãn đi đến trước mặt ải nhân vương nhẹ giọng hỏi xin chào không biết ngài cần ta trả lời câu hỏi gì ải nhân vương cười ha hả tiểu tử như vậy mới đúng mới có tiền đồ đừng nóng vội như vậy nữa biết chưa được rồi Bây giờ khiêu chiến chính thức bắt đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi đã giao đấu với ngân trùy nhiều lần như vậy, lúc tấn công nó thường bước chân trái hay chân phải trước? A. À. Cái gì? Đây, đây là vấn đề quỷ quái gì vậy? Dương Phong sững sờ, hoàn toàn sững sờ, đánh với ngân trùy ải nhân nhiều lần như vậy mà mới biết hắn bước chân trái hay chân phải trước. Chân phải. Dương Phong ngơ ngác một lúc, lập tức lựa chọn chân phải. Tỷ lệ 50% cho dù chọn bên nào cũng có một nửa cơ hội, cho nên hắn tùy tiện chọn một câu trả lời. Ha ha, chúc mừng ngươi, chưa đợi ải nhân vương nói hết. Dương Phong đã vội vàng đáp lời. Ha ha, ta nói đúng rồi, đúng rồi chứ, ha ha, ải nhân vương trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, sai rồi. Mẹ kiếp, trả lời sai còn chúc mừng cái gì, Dương Phong vô cùng tức giận, bất bình. Đồ cũng phải có tâm chứ, trưởng quỷ, mời ngươi bắt đầu lại từ thiết chù y, ải nhân vương làm một động tác mời, bảo Dương Phong quay lại ải thứ nhất đánh với thiết chù y. Không lâu sau, Dương Phong lại đến lôi đài, đi tới trước mặt ải nhân vương, chưa đợi hắn lên tiếng đã cướp lời chân trái. Thật ngại quá trưởng quỷ, lần này không phải câu hỏi này, a à, còn có thể đổi như vậy sao? Vậy lần này là câu hỏi gì? Xin hỏi, lần đầu tiên ngươi bước vào lôi đài là bước chân trái hay chân phải trước? ải nhân vương nói ra câu hỏi lần này cái này cái này ai mà nhớ nổi hình như là chân trái dương phong không chắc chắn nói câu trước trả lời chân phải sai rồi lần này đổi thành chân trái vậy chưởng quỷ chúc mừng ngươi trả lời sai bắt đầu lại nào ải nhân vương lộ ra nụ cười mê người làm động tác mời bắt đầu dương phong lại một lần nữa đi tới trước mặt ải nhân vương hỏi lần này lại là câu hỏi gì xin hỏi ngươi đã chết bao nhiêu lần dưới tay đồng chù y. Nếu như sai số không nhiều lắm, ta cũng để ngươi qua, ai bảo ngươi là trưởng quỷ chứ. Chút đặc quyền này vẫn phải có. Lần này ải nhân vương không để Dương Phong lựa chọn, mà bảo hắn trực tiếp trả lời. Cái này thật con mẹ nó, ai mà nhớ rõ được chứ, Dương Phong rất là im lặng, rốt cuộc đây là câu hỏi quỷ quái gì vậy, trưởng quỷ cứ tùy tiện trả lời đi, nhỡ đâu đúng thì sao, ải nhân vương cười gian xảo nói. Vậy ta nói bừa là một nghìn lần. Dương Phong yếu ớt đáp. Ha ha, con số trưởng quỷ đưa ra trên lệch quá lớn so với con số thực tế, cho nên thật ngại quá, mời ngươi bắt đầu lại. Ải nhân vương thu hồi vẻ mặt gian xảo, nhìn Dương Phong với ánh mắt khinh bỉ, làm một động tác rất hình thức, bảo hắn bắt đầu lại. Này, ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Dương Phong nhìn ánh mắt ải nhân vương nhìn mình có chút kỳ quái. Ha ha! mẹ kiếp, đừng có cười ha ha nữa, nói chuyện đàng hoàng. Biểu cảm này của ngươi là có ý gì, ha ha, trưởng quỷ, mời ngươi bắt đầu lại đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ha ha, con mẹ ngươi, Dương Phong tức giận rời đi, lại bắt đầu lại từ chỗ thiết chù y. Nói đi, lần này là cái gì, Dương Phong bất lực nói. Trưởng quỷ, đừng nản chí sớm như vậy, cơ hội phía sau còn nhiều mà, nếu bây giờ đã nản chí, lát nữa còn chơi thế nào, vẻ mặt ải nhân vương lại gian xảo như cũ. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta, thời gian của ta rất quý giá, ngươi, lãng phí không nổi. Dương Phong nhìn ải nhân vương rất khó chịu, thúc giục nói. Được, xin hỏi ngươi đã chết bao nhiêu lần dưới tay ngân chù y, ải nhân vương nói ra một vấn đề khiến Dương Phong muốn phun máu. Tạm biệt, Dương Phong phất tay rời khỏi lôi đài, lại bắt đầu lại từ chỗ thiết chù y lần này có phải hỏi ta chết bao nhiêu lần ở chỗ kim trùy không? Dương Phong nhìn chầm chầm vào vẻ mặt đáng ghét của ải nhân vương, hỏi. Xin lỗi, lần này không phải, nhưng trưởng quỷ, xin ngươi hãy chú ý, một ngày chỉ có thể trả lời năm câu hỏi, cho dù ngươi là trưởng quỷ cũng không ngoại lệ. Ngươi đã trả lời sai bốn câu hỏi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ngày hôm nay, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ải nhân vương nói cho Dương Phong biết, hôm nay là cơ hội trả lời câu hỏi cuối cùng, bảo hắn thận trọng. Được rồi, hỏi đi. Dương Phong vẫn quể quải như cũ, loại vấn đề quỷ quái này, mà mới biết được đáp án. Được, xin hỏi hôm nay ngươi đã đi bao nhiêu bước trong lôi đài này? Nếu như con số ngươi đưa ra trên lệch với con số thực tế ít hơn 10, vậy coi như ngươi qua, ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời, nếu không chúng ta chỉ có thể gặp lại vào ngày mai. Nói xong, ải nhân vương đặt cây búa lớn lên lôi đài, hai tay khoanh trước ngực nhìn Dương Phong dương phong nghĩ từ mép lôi đài đi tới đây cần bao nhiêu bước sau đó nhân với số lần mình đến đưa ra một con số ha ha thật ngại quá hôm nay ngươi đã hết lượt trả lời rồi mời ngày mai quay lại hẹn gặp lại ải nhân vương vừa nói vừa phất tay với dương phong hắn biến mất khỏi lôi đài vừa ra khỏi bí cảnh dương phong lập tức hỏi hệ thống hệ thống ngươi nghiêm túc chứ cái tên ải nhân vương kia lại còn bắt ta trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đó ký chủ là thật xin đừng nghi ngờ vậy tại sao ải nhân vương kia lại có trí tuệ hắn rốt cuộc có thực lực gì ký chủ biết những thứ này cũng vô dụng ngươi nên lo nghĩ xem làm sao trả lời câu hỏi thì hơn hệ thống rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này cho qua chuyện hệ thống nếu ta có tội xin ngươi hãy giáng thiên lôi xuống trừng phạt ta đừng bắt ta trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó nữa loại vấn đề này căn bản không phải là thứ mà con người có thể trả lời được dương phong có chút tức giận nói ký chủ chờ ngươi quen rồi sẽ ổn thôi vấn đề của ải nhân vương sẽ không lặp lại chờ ngươi kiên trì đến lúc có thể trả lời được là được cuối cùng hệ thống vẫn nói ra một số quy tắc ra đề của ải nhân vương vậy chẳng biết phải đợi đến bao giờ hệ thống ngươi có biết ải nhân vương sẽ hỏi những câu hỏi gì không những câu hỏi này ngươi có đáp án không dương phong vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi có hệ thống trịnh trọng trả lời thật sao hệ thống vậy ngươi nói cho ta biết đi tiết lộ một chút cũng được dương phong tiếp động hệ thống quả nhiên có câu hỏi và đáp án hệ thống ngươi lên tiếng đi qua một lúc lâu thấy hệ thống không trả lời hắn lại hỏi lại qua một lúc lâu hệ thống vẫn không trả lời dương phong tức giận mắng hệ thống chết tiệt ta là ký chủ của ngươi đấy ngươi có biết không hả sao lại đối xử với ký chủ của mình như vậy? Như vậy là tốt lắm sao, hệ thống, ta nói cho ngươi biết, ngươi như vậy là không tốt. Lại qua nửa ngày, hệ thống vẫn không trả lời, Dương Phong bất lực, đành quay về phòng nghỉ ngơi. Tại một nơi vô danh nào đó trong dãy núi khiếu nguyệt, một nhóm sáu người lính đánh thuê đang vây quanh đống lửa nói chuyện, nói đến chỗ cao hứng còn có thể nghe thấy tiếng cười to của đối phương. Đột nhiên, ngọn lửa trước mặt bọn họ bỗng nhiên lay động, bọn họ lập tức biến sắc, theo bản năng cầm vũ khí bên cạnh đứng dậy cảnh giác nhưng ngay lúc này một bóng đen cực nhanh lướt qua mang theo từng trận gió trong nháy mắt bóng đen kia đã hòa vào màn đêm biến mất không thấy đâu nữa nhóm lính đánh thuê bên cạnh đống lửa vẫn duy trì trạng thái cảnh giác thậm chí có hai người trường kiếm mới rút ra một nửa một lúc sau thấy không có động tĩnh gì bọn họ mới ngồi xuống tiếp tục nói chuyện đoàn trưởng người nói xem bóng đen vừa rồi là người hay là ma thú một tên lính đánh thuê hỏi chắc chắn là vị tiền bối nào đó đang vội đi đường nếu là ma thú chúng ta đã mất mạng rồi đoàn trưởng lính đánh thuê nói bóng đen kia giống như quỷ ảnh lướt qua trên không nhanh chóng bay về phía thiên hổ phủ của thiên tần đế quốc bóng đen này chính là ngụy hộ pháp của thiên ma tông sau khi đeo thiên diện mà tông chủ đưa cho lại cải trang đơn giản một chút liền xuất phát từ thiên ma tông đi tới thiên phong thành để điều tra tình hình thiên phong thành là một nơi khiến hắn vừa quen thuộc vừa tưởng niệm nhưng cũng vừa sợ hãi hắn không phải sợ hãi nơi đó có cường giả nào mà là sợ hãi một số người và một số thứ ở thiên phong thành phạm phủ ở kinh đô lão gia lão gia đại trưởng lão đã trở về đại trưởng lão đã trở về hiện tại đang ở phòng nghị sự chờ lão gia một quản gia đi vào thư phòng của phạm minh nói đại trưởng lão rốt cuộc đã trở về người đi thông báo cho phu nhân và nhạc phụ bảo bọn họ đến phòng nghị sự Nói xong, Phạm Minh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng nghị sự. Không lâu sau, mọi người đã đến đông đủ, tất cả đều nhìn Phạm ứng, đại trưởng lão. Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Phạm Minh thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn bảo đại trưởng lão nói rõ tình hình. Gia chủ, phu nhân, Âu Dương trưởng lão, chuyện này quả nhiên không đơn giản, thiếu gia thật sự đã bị trưởng quỷ của cửa hàng kia giết chết. Ban đầu ta định vào trong tiệm kiểm tra, nhưng lại phát hiện một người ở bên cạnh, ta nghĩ người này chính là người đứng sau cửa hàng đó. Cô, ngươi phát hiện ra ai, Phạm Minh biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, một người không quyền không thế, sao dám ra tay giết người của thế gia, hơn nữa còn là người của huyền tông chứ. Triệu Kính Chi, trưởng lão của Thương Lan Thiên Tông. Phạm ứng nghiêm nghị đáp. Cái gì? Thương Lan Thiên Tông, tư mã băng kinh hải đứng bật dậy. Triệu Kính Chi, sao lại là hắn phạm minh cũng lộ ra vẻ mặt khó tin sao hắn ta lại ở đó tư mã viêm siết chặt nắm đấm rồi lại từ từ buông ra đúng vậy cho nên ta nghi ngờ người đứng sau cửa hàng kia chính là thương lan thiên tông phạm ứng cao ngươi nói vậy chẳng lẽ nguyên nhi và ca ca ta chết oan uổng như vậy sao tư mã băng có chút không cam tâm đau lòng vì mất đi hai người thân khi biết kẻ thù là người mà bọn họ không thể trêu vào sắc mặt nàng có chút khó coi. Còn có thể làm gì khác nữa? Đừng nói là thương lan thiên tông, cho dù chỉ là một mình triệu kính chi, hai thế lực chúng ta cũng không thể đắc tội nổi. Tư mã viêm như già đi mấy tuổi, vẻ mặt có chút tiều tụy. Hừ, thương lan thiên tông, triệu kính chi, chúng ta không thể trêu vào, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải bọn họ, mà là trưởng quỷ của cửa hàng kia. Lúc này, trong mắt Phạm Minh lóe lên vẻ hung ác, con trai hắn không thể cứ chết oan uổng như vậy thù giết con không đội trời chung hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy vậy phải làm sao phu quân chàng có cách nào tư mã băng nhìn phạm minh với vẻ mặt thê lương hốc mắt lại tràn đầy nước mắt chúng ta không thể ra tay nhưng thiên thứ lâu thì có thể tháng này chúng ta tạm thời án binh bất động chưởng quỹ của cửa hàng kia ta muốn xem hắn trốn đi đâu cho thoát khỏi sự truy sát của thiên thứ lâu. Đợi đến tháng sau, chúng ta sẽ đến thiên thứ lâu phát động nhiệm vụ ám sát trưởng quỷ kia, ta muốn xem hắn có thể sống sót dưới lưỡi đao của sát thủ thiên thứ lâu hay không. Như vậy có được không, tư mã băng có chút không chắc chắn, dù sao thương lan thiên tông cũng quá mạnh. Sao lại không được? Thiên thứ lâu cũng là tông môn đứng đầu, cho dù thương lan thiên tông biết là do thiên thứ lâu giết, thì bọn họ có thể làm gì, lúc này, Tư Mã Viêm lên tiếng, ông ta cũng rất tán thành chủ ý này. Được, vậy tháng sau chúng ta sẽ phái người đến Thiên Thứ Lâu phát động nhiệm vụ này, chỉ cần giết chết trưởng quỷ của cửa hàng kia, coi như báo thù cho Nguyên Nhi. Thiên Thứ Lâu Là tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất thiên thần đại lục, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát của tất cả mọi người. Nhưng mà, thù lao của bọn họ rất cao. Một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ, bọn họ sẽ ra tay ba lần. Sau ba lần, nếu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ thù lao cũng sẽ không được hoàn trả kỷ lục tốt nhất của thiên thứ lâu là từng ám sát một tu luyện giả cao giai võ hoàng đó cũng là trận chiến thành danh của thiên thứ lâu trên thiên thần đại lục cho tới bây giờ những kẻ có thể an toàn sống sót dưới ba lần ám sát của thiên thứ lâu chỉ đếm trên đầu ngón tay lần thứ ba ám sát trưởng lão võ hoàng của thiên thứ môn ra tay trên cơ bản không ai có thể chạy thoát tổng bộ thiên thứ lâu ở đại hán đế quốc cũng là thế lực đứng đầu đại hán đế quốc thương lan thiên tông chưa chắc sẽ vì một chuẩn quỹ của một cửa hàng nho nhỏ mà khai chiến với thiên thứ lâu cho dù khai chiến thiên thứ lâu cũng không e ngại thương lan thiên tông tại đô thành của đế quốc thiên tần vừa vặn có cứ điểm của thiên thứ lâu cho nên phạm minh quyết định một tháng sau sẽ đến cứ điểm của thiên thứ lâu để tuyên bố nhiệm vụ đánh chết dương phong mà dương phong hiện tại đang làm gì hắn đang ngủ say sưa trên giường cũng không biết trong tương lai không lâu sẽ có vài nhóm người đến thiên ba hồ một trong số đó là người muốn ám sát hắn nhưng cho dù dương phong biết thì đã sao một con kiến hôi muốn cắn ngươi một cái ngươi sẽ làm thế nào có lẽ ngươi chỉ mỉm cười sẽ không để trong lòng nếu nó muốn hành động chỉ cần nhấc chân giẫm chết là xong chuyện ở địa bàn của ta ta vô địch ngươi muốn làm gì thì làm ngày hôm sau trời vừa hửng sáng một con sư thú đầu trắng bay ra từ phủ thành thiên chủ phủ, hướng bay đến chính là huyễn nguyệt ma sâm. Trên lưng sư thú đầu trắng có hai người, một người chính là Tần Càng, người còn lại là thế tử sở vương Tần Anh. Tần Anh không đợi vòng đấu loại của đại hội võ đạo thanh tú kết thúc, hôm nay đã muốn bay đến cửa hàng duyên đến duyên đi ở huyễn nguyệt ma sâm thiên ba hồ, muốn xem nơi đó có thần kỳ như lời Tần Càng nói hay không, đang dược thần kỳ, linh khí dồi dào, bí cảnh thí luyện bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chưởng quỷ kia rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao y lại có nhiều bảo vật thần kỳ như vậy? Những điều này, có lẽ hắn phải đến Thiên Ba Hồ mới có thể biết được. Hơn nữa hôm qua, hắn nhận được tin tức Thương Lan Thiên Tông truyền đến, hơn 300 năm trước Thiên Ma Tông bị tiêu diệt, hiện tại lại có dấu hiệu trỗi dậy. Hơn nữa mục tiêu lần này của bọn chúng rất có thể chính là ma khí dưới đáy Thiên Ba Hồ. Nhưng vị Dương chưởng quỷ kia lại mở một cửa hàng như vậy bên cạnh Thiên Ba Hồ có phải có liên quan gì đến ma khí dưới đáy hồ hay không? Có phải y cũng đến vì ma khí này, nhưng mà, theo như lời Tần Càng miêu tả, vị dương trưởng quỷ này là một nhân vật nghịch thiên, hẳn là sẽ không có hứng thú với ma khí, tất cả những điều này phải đợi đến khi chính mắt nhìn thấy y mới có thể có lời giải đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã qua ba ngày. Ba ngày nay, vòng đấu loại của thanh tú võ đạo hội ở Thiên Chủ Phủ đã chính thức chọn ra được 50 người xuất sắc nhất. Trong 50 người này, Ngoài Triệu Trường Thanh của Thiên Phong Thành ra, Ngụy Thư Tuấn, Ngụy Thư Di, Ngụy Đình Đình, Triệu Nhã Phương, Triệu Nhã Chi, Trần Thị Phi, mấy người này đều nhờ vào đang dược trong cửa hàng mà lọt vào vòng trong. Mà biểu hiện của Triệu Trường Thanh, giống như hỏa tiễn, khiến người khác phải kinh diễm, điều này dường như ứng với lời phủ chủ nói lúc trước, chức quán quân đã được định sẵn cho hắn. Hơn nữa, sự ung dung, điềm tĩnh của hắn đã khiến hắn trở thành người nổi bật nhất thanh tú võ đạo hội, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ trận đấu trước đối thủ của hắn là cao thủ trẻ tuổi số một thành thiên văn trình mộc tu vi vũ linh nhị giai nhưng vẫn bị triệu trường thanh đánh bại mà lần này triệu trường thanh chỉ dùng hai chiêu kiếm hai chiêu liền đánh bại cao thủ trẻ tuổi số một thành thiên văn điều này khiến mọi người nhanh chóng nhận ra thiếu niên đến từ thiên phong thành này thực sự rất lợi hại tương lai hắn nhất định có thể đại diện cho thiên chủ phủ tham gia vòng chung kết của đại hội võ đạo ở vòng chung kết sẽ có những màn trình diễn đặc sắc thẩm gia di của thẩm gia cũng kết bạn với triệu trường thanh triệu trường thanh cũng nói với nàng về tiệm duyên đến duyên đi ở thiên ba hồ thẩm gia di nghe xong vô cùng kinh ngạc sau đó bày tỏ muốn sau khi đại hội võ đạo kết thúc sẽ cùng triệu trường thanh đến tiệm duyên đến duyên đi để xem thử ba ngày nay trong tiệm duyên đến duyên đi cũng xảy ra không ít chuyện có năm sáu người rút được giải thưởng may mắn nhận được huy chương tụ linh ngụy khiếu đình tên âu hoàng này lại càng may mắn hơn khi rút được ngọc bội tụ linh củng cố danh hiệu Âu hoàng của mình trong tiệm duyên đến duyên đi. Ngày hôm đó, tiếng cười của Ngụy Khiếu Đình vang xa đến tận hai ba dặm, tiếng cười sảng khoái, biểu cảm ngông cuồng, đắc ý không cần phải nói. Mà Dương Phong trong mấy ngày nay không thu hoạch được gì, hắn đã hoàn toàn tê liệt. Hiện tại, Dương Phong cảm thấy hệ thống nhất định đang chơi mình, không cho hắn rút trúng, nếu không sao hắn có thể đen đuổi như vậy, cái gì cũng không rút trúng. Ba ngày nay, ở trong bí cảnh thí luyện, hắn bị lão ải nhân vương hỏi đủ loại câu hỏi kỳ quái, hỏi đến mức hắn muốn tâm nín. Nào là lần đầu tiên ngươi bước ra khỏi cửa tiệm là bước chân trái hay chân phải trước? Vị khách đầu tiên bước vào tiệm là bước chân trái hay chân phải trước, ta khinh. Chân trái với chân phải, không phải hỏi chân trái chân phải thì là hỏi đã chết bao nhiêu lần. Mẹ nó, ai mà trả lời được mấy câu hỏi này? Cái hệ thống rách nát này đúng là kiến thức hạn hẹp, toàn hỏi mấy chuyện vặt vảnh, sao không hỏi làm sao để thúc đẩy xã hội phát triển kỹ thuật nuôi heo nái sinh sản lý luận kinh tế thị trường những vấn đề cao siêu như vậy chắc chắn cái hệ thống này chỉ có chút kiến thức ấy thôi không hỏi được những câu hỏi cao siêu như vậy ta đây cũng không trách ba ngày nay cây linh đào đã cao hơn rất nhiều triệu kính chi mỗi ngày đều dùng linh thủy tưới hai lần nó phát triển rất nhanh những loại rau xanh mơn mẫn kia có mùi vị rất ngon dương phong rất thích hắn khen ngợi vợ chồng Triệu Kính Chi một phen, nói sau này có vật phẩm mới gì nhất định sẽ ưu tiên cho hai người. Triệu Kính Chi nghe xong vui vẻ đến mức nghe răng ra cười. Trưa nay, tiệm nên đón hai vị khách quen, Vương Cường và Lão An dẫn theo vợ con đến tiệm. Bởi vì là buổi trưa nên lúc này không có nhiều người xếp hàng. Những người đã nhận số để vào bí cảnh thí luyện đều đã ra khỏi tiệm, đang chờ ở bên ngoài, những người trong tiệm cơ bản đều là đang rút thưởng hoặc mua đồ. Dương trưởng quỷ, lâu rồi không gặp, mọi người lâu rồi không gặp, vương bàn tử ta lại đến nữa rồi. Vương Cường sau khi vào tiệm liền nhiệt tình chào hỏi mọi người. Vài ngày trước, Vương Cường trò chuyện rất vui vẻ với Triệu Thế Phương và Ngụy Bá Thiên ở Thiên Chủ Phủ, hai bên cũng bàn bạc về việc thiết lập mục tiêu hợp tác kinh doanh, Vương Cường muốn mua một căn nhà ở Thiên Ba Hồ. Hắn nói lần này đến đây muốn dẫn theo gia quyến ở lại một thời gian, cũng muốn chuyển một số việc kinh doanh của mình đến Thiên Phong Thành, Triệu Thế Phương nghe xong liền bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Làm như vậy không chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển của Thiên Phong Thành mà còn có thể tăng thêm thuế thu cho Thiên Phong Thành. Ồ, Vương Bàn Tử, Lão An, hai người các ngươi đều dắt díu cả nhà đến đây à, Dương Phong nhìn phụ nữ và trẻ nhỏ phía sau hai người nói. Ha ha, phải đến đây ở một thời gian nên ta mới mang theo cả nhà đến. Cũng muốn để bọn họ được mở mang tầm mắt, xem thử cửa tiệm thần kỳ của Dương Trưởng Quỷ, để bọn họ được kiến thức thêm. Cửa tiệm của Dương trưởng quỹ thay đổi nhiều quá, ngay cả cửa ra vào cũng có tiểu hổ canh giữ, bên trong còn có thêm nhiều vật phẩm mới nữa. Vị khách quan này, ta là nhân viên của tiệm, hay là để ta giới thiệu cho ngươi những vật phẩm mới này? a à, ngươi, ngươi là ý thức thể, Lão An và Vương Cường đều kinh ngạc đến ngay người. Đây chính là ý thức thể trong truyền thuyết sao? Vị Dương trưởng quỹ này thật sự quá lợi hại, ngay cả ý thức thể trong truyền thuyết cũng có thể trở thành nhân viên của tiệm vậy vậy được rồi xin đại lão hãy giới thiệu cho chúng ta một chút sau khi kinh ngạc hồi lâu mấy người cũng bình tĩnh trở lại thế giới của đại lão không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu được sau đó trần lâm liền giới thiệu cho bọn họ một số vật phẩm mới của tiệm lão an và vương cường cũng làm thể hội viên cho người nhà sau đó xếp hàng chờ đến lượt rút thưởng vương bàn tử mấy ngày không gặp ngươi gầy đi nhiều quá còn lão an nữa vì phía sau là phu nhân của ngươi sao không phải thiếp thích chứ tôn nhị huân kinh ngạc nhìn vương cường và lão an hiện tại vương cường đã gầy đi rất nhiều mà phía sau lão an là một người phụ nữ xinh đẹp trong tay còn ôm một đứa bé ba 4 tuổi ha ha từ khi ta dùng tẩy tủy đan hiện tại ta có thể tiếp tục tu luyện mở trên người cũng từ từ giảm bớt vương bàn tử vỗ vỗ lên bụng mình nói ha ha tôn môn chủ, lâu rồi không gặp, từ khi ta dùng tẩy tủy đan, ta cảm thấy tinh thần mình rất tốt, còn mang theo hơi thở thanh xuân, cảm giác như mình trẻ lại 20 tuổi, tràn đầy tinh lực. Đây là nhị phu nhân của ta, đại phu nhân phải đợi sau khi con trai ta tham gia vòng loại thanh tú võ đạo hội xong mới đến. Lão An chỉnh trang lại quần áo, đắc ý nói. Ta nói này lão An, ngươi đừng có mà khoác lác nữa được không hả? Còn hơi thở thanh xuân, Chúng ta đây cũng đâu phải là chưa từng dùng tẩy tủy đan, ngươi đừng có mà tự luyến như vậy được không?" Mã Chí Viễn biểu môi nói. "Đúng đó, nói như thế chỉ có mình ngươi dùng tẩy tủy đan vậy, cùng lắm là eo không đau, chân không mỏi, tu luyện có sức hơn, cái đó cũng lợi hại hơn." Trần Lưu Trung cười gian nói. "Ha ha, đúng đúng, đồng ý, đồng ý, nam nhân ở đây đều cười lớn đồng ý, nữ nhân thì đỏ mặt xấu hổ." Khụ khụ Mọi người chú ý lời nói một chút, chú ý lời nói một chút, nếu nói quá thô tục sẽ bị mất hài hòa. Dương Phong lúc này lên tiếng nhắc nhở. Không phải chỉ nói miệng thôi sao, đâu có lộ ra khỏi cổ, sợ cái gì, đúng vậy, nói đến miệng, ha ha, thận ngôn, thận ngôn, lúc này, triệu tung minh từ trong bí cảnh thí luyện đi ra, nhìn thấy vương cường liền đi tới chào hỏi vương trưởng quỷ, ngươi đến khi nào vậy? Mấy ngày trước, thế phương có gửi thư cho ta, dặn dò một số chuyện liên quan đến ngươi bây giờ ngươi đã đến đây ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở để phu nhân và hài tử nghỉ ngơi ấy không cần gấp bá phụ không cần gấp chờ ta chơi máy rút thưởng xong rồi đi cũng không muộn nhìn những phần thưởng này ta cảm thấy ngứa ngáy tay chân nếu không chơi thì trong lòng khó chịu lắm vương cường vội vàng kéo triệu tung minh lại nói ha ha được vậy cũng được sắp đến lượt ngươi rồi cứ chơi xong rồi hãy đi ta cũng muốn xem vận may của ngươi thế nào. Triệu Tung Minh vuốt râu gật đầu. Bá phụ, người xem, ta đã gọi người là bá phụ rồi, người còn gọi ta là vương trưởng quỷ, xa lạ quá, người cứ gọi ta là vương cường, hoặc là giống như mọi người, gọi ta là vương bàn tử cũng được. Vương cường cảm thấy Triệu Tung Minh gọi mình là vương trưởng quỷ quá xa lạ, nên muốn Triệu Tung Minh thay đổi cách xưng hô. Ha ha ha, đúng đó, gọi là vương trưởng quỷ gì đó, khách sáo quá cứ gọi là vương bàn tử đi lão an ở bên cạnh nói chen vào đúng đó gọi là vương bàn tử nghe thân thiết hơn cái này được rồi vậy ta gọi ngươi là hiền chất vậy triệu tung minh thật sự không gọi ra được ba chữ vương bàn tử ha ha vậy vương cường xin ra mắt bá phụ vương cường cung kính hành lễ với triệu tung minh đến lượt vương cường chơi máy rút thưởng ngụy Kiếu đình cũng từ trong bí cảnh thí luyện đi ra sau khi nhìn thấy vương cường và lão an hắn cũng giống như những người khác gọi là lão an huynh đệ vương bàn tử sau khi nghe mọi người nói về vận may nghịch thiên của ngụy khiếu đình vương bàn tử liền lập tức đến thỉnh giáo vị âu hoàng này xem có bí quyết gì ngụy khiếu đình nói rằng không có bí quyết gì cả đây là do vận may của mỗi người nhưng mà có một bộ động tác phải làm trước khi rút thưởng bộ động tác này có thể gia tăng một chút vận may lúc này Tôn Nhị Huân đứng ra nói bộ động tác này là do ta phát minh ra, hiện tại bọn họ đều học theo, để ta dạy cho ngươi. Sau khi Tôn Nhị Huân làm mẫu một lần, Vương Cường và Lão An cũng đã học được. Trước khi rút thưởng, Vương Cường cũng nhổ một bãi nước bọt, xoa xoa tay, sau đó hét lớn đi nào. Nhưng vận may của Vương Bàn Tử trên thương trường tốt, nhưng vận may rút thưởng lại không tốt như vậy, liên tiếp 10 lần đều là cảm ơn đã ủng hộ. Nhưng mà, hài tử và phu nhân của hắn lại may mắn hơn hắn một chút rút trúng một hai lần chơi lại lần nữa vận may của lão an cũng giống như vương bàn tử không thu hoạch được gì sau đó bọn họ được triệu tung minh và ngụy khiếu đình dẫn đến chỗ ở đã được chuẩn bị cho triệu tung minh và ngụy khiếu đình rời đi không lâu một người đàn ông ăn mặc quái dị đến thiên ba hồ hắn mặc hắc bào mái tóc đen như mực xỏa tung khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm toát ra vẻ chớ lại gần. Người áo đen nhìn xung quanh thiên ba hồ, trong mắt hiện lên một tia quen thuộc, không biết hắn đang nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười người vật vô hại. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, hắn liền trở về vẻ mặt lạnh lùng như trước. Người áo đen nhìn về phía công trường đang thi công phía xa, khẽ nói không biết là ai lại xây nhà ở chỗ này, không biết có phải là, nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt. Theo ánh mắt của hát Bào Nhân, lại dừng lại ở cửa hàng duyên đến duyên đi xung quanh có rất nhiều người luyện võ ngồi thiền còn có vài người ở đó ngủ nhìn đến đây trong lòng hắc bào nhân thầm nghĩ gian nhà này là của ai vì sao lại có nhiều người ở chung quanh như vậy thiên ba hồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại thay đổi lớn như thế sau đó hắc bào nhân đi về phía cửa hàng duyên đến duyên đi mọi người xung quanh nhìn thấy một người ăn mặc kỳ quái đi về phía cửa hàng đều cảm thấy rất kỳ quái chỉ rõ, bàn tán người nọ là ai, là người của thế lực nào, tại sao lại ăn mặc như vậy. Đi tới trước cửa hàng, khi nhìn thấy bản hiệu khắc bốn chữ, duyên đến duyên đi, bước chân hơi dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, tên cửa hàng này thật thú vị. Nhìn thấy bản thông báo bày ở cửa tiệm, sau khi đi qua xem xong, ánh mắt vốn không gợn sóng của hắc bào nhân không khỏi xuất hiện một chút gợn sóng, để lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhìn thấy hổ thiên thiên nằm ở cửa tiệm, trong mắt hắn lại xuất hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi, biểu cảm lạnh nhạt cũng không còn, thay vào đó là kinh ngạc và rung động, Hắc Bào Nhân hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, bước vào cửa hàng. Khi hắn vừa mới bước vào cửa hàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, khi đến gần cửa hàng này, liền cảm thấy có gì đó thay đổi, nhưng mà, mãi đến khi hắn bước vào cửa hàng mới biết được là gì đã thay đổi. Là linh khí, linh khí nơi này quá nồng đậm vừa rồi bản thân mình ở bên ngoài cảm thấy không đúng chính là linh khí này khi đến gần cửa hàng này trong một phạm vi nhất định linh khí liền trở nên nồng đậm cửa hàng này thật cổ quái nhất định có bí mật gì đó chờ chút còn có cái gì không giống hắn nhìn một vòng trong cửa hàng lại rời khỏi một lát sau lại đi vào vẻ khiếp sợ trong mắt ai cũng có thể nhìn ra chờ sau khi bình phục tâm tình hắc bào nhân lại bước vào cửa hàng đầu tiên hắn nhìn thấy là trên quầy có một ít đồ vật bài trí những thứ này hắn đều chưa từng gặp qua còn có một con ma thú giống như mèo nằm úp sấp ở trên quầy nghỉ ngơi trong quầy có một người trẻ tuổi đang tò mò nhìn hắn lúc này người trẻ tuổi kia mở miệng ta thấy ngươi là người mới tới ta là trưởng quỹ của cửa hàng này để ta giới thiệu cho ngươi một chút vật phẩm cái này được rồi làm phiền hắc bào nhân trả lời bằng chất giọng có chút khàn khàn dương phong cảm thấy người này có chút kỳ quái bản thân mình đến dị giới lâu như vậy cũng là lần đầu tiên gặp loại người ăn mặc như thế này. Sau khi Dương Phong giới thiệu từng vật phẩm trong cửa hàng cho Hắc Bào Nhân, sự rung động trong mắt hắn càng sâu. Thời gian tiếp theo, Dương Phong làm thể hội viên cho Hắc Bào Nhân, để cho hắn tự mình đi trải nghiệm. Hắc Bào Nhân cảm thấy thế giới quan của mình như bị đảo lộn. Ở trong quầy hàng tự động, hắn lại nhìn thấy có đan dược và vũ khí như thế này được bày bán, chuẩn quỷ này rốt cuộc đang nghĩ gì, sau đó, hắc bào nhân lại đi tới quầy, lấy thẻ hội viên và một túi trữ vật ra nói nạp hết số này vào đây đi, hô, tên này chắc chắn là một tên thổ hào. Dương Phong vừa nạp kim tệ cho hát bào nhân, vừa thuận miệng hỏi vị khách quan này, ngươi cảm thấy hứng thú với thứ gì, tất cả. Mua hết. Hắc bào nhân đứng trước quầy, nói ngắn gọn. Nạp xong rồi, ngươi có thể đi mua. Dương Phong nói, nhưng trong lòng lại cảm thán. Quả nhiên là thổ hào, vừa vào đã muốn mua hết. Hiện tại trong cửa hàng không có nhiều người, cơ bản đều đang ở bên ngoài thử thách bí cảnh. Tuy nhiên mọi người cũng rất hứng thú với người ăn mặc kỳ quái này, ánh mắt đều đổ dồn vào người hắn. Dương Phong cũng vậy, hắn nhìn thấy hắc bào nhân thao tác một hồi trên quầy hàng tự động, sau đó trực tiếp thu vật phẩm mua được vào trong túi trữ vật, không hề có ý muốn kiểm tra. Hắc bào nhân đi tới chỗ máy rút thưởng xếp hàng, đột nhiên, hắn phát hiện người đứng phía trước hắn lại là một ý thức thể, còn có con ma thú huyền cảnh lúc nãy nằm ở cửa tiệm, điều này làm cho hắn trợn to hai mắt, khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này, Trần Lâm quay đầu lại, phát hiện Hắc Bào Nhân đang nhìn mình ngẩn người, bộ dạng như gặp quỷ, liền nở nụ cười hiền lành nói ta là nhân viên của cửa hàng này, ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy, bình tĩnh nào, nhân viên, ý thức thể này lại là nhân viên cửa hàng. Cộng thêm những vật phẩm này, xem ra thực lực của cửa hàng này đã vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Lúc này Dương Phong không còn chú ý tới hắc bào nhân nữa. Bởi vì hắn cảm thấy thật sự là quá nhàm chán. Rõ ràng là kinh ngạc muốn chết, lại cứ phải giả vờ phong khinh vân đạm. Đương nhiên, Dương Phong trước đó chú ý tới hắc bào nhân như vậy, ngoài việc ăn mặc kỳ quái ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Chính là Tiểu Bạch nói cho hắn biết, trên người người này có khí tức mà nó chán ghét, hơn nữa còn là một gã cường giả võ vương đỉnh phong. Thật ra, Dương Phong có chút kinh ngạc, ban đầu còn tưởng rằng hát bào nhân tới gây chuyện, bất quá sau khi quan sát một lúc, phát hiện không phải. Nhưng mà cũng tốt, Dương Phong thấy, mọi người đều hòa thuận như vậy không phải tốt hơn sao? Vì sao cứ phải kiếm chuyện? Đột nhiên, Dương Phong nghĩ đến mình có thể mua vật phẩm kiểm tra tin tức nhân vật, để xem tin tức của hát bào nhân. Hắn tiến vào hệ thống, tìm được vị trí muốn mua vật phẩm, kiểm tra thông thiên nhãn, phàm có thể xem tin tức của võ giả dưới thánh cảnh, không giới hạn trong cửa hàng, giá bán một nghìn linh nguyên. Nhấp, mua, sử dụng. Trong đầu Dương Phong xuất hiện thêm phương pháp sử dụng thông thiên nhãn. Hắn sử dụng thông thiên nhãn nhìn sang, tin tức của người kia liền xuất hiện trên đỉnh đầu hát bào nhân, nhân vật, ngụy vô nha giới, võ vương đỉnh phong lực, hộ pháp thiên ma tông hát, thú vị thật, thông thiên nhãn này thật thú vị. Dương Phong cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn trộm được bí mật của người khác dừng lại, dừng lại, dừng lại cho thiên gia, mau dừng lại a. À. Ha 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 ha, mọi người nghe thấy tiếng cười điên cuồng của hổ thiên thiên, nhao nhao vây quanh, một số người bên ngoài cửa hàng nghe thấy cũng chạy vào. Thiên thiên, trúng thưởng lớn gì vậy? Tiểu Bạch lập tức chạy tới hỏi. Tộc trưởng, ngươi xem, ta cũng trúng thưởng lớn rồi, phá cảnh đan, là phá cảnh đan đó, hổ thiên thiên hưng phấn nói. Ngụy vô nhai sợ ngây người, con ma thú nhỏ như con mèo kia lại biết nói chuyện, hơn nữa còn là tộc trưởng của ma thú huyền cảnh, vậy, chẳng lẽ con ma thú này chẳng lẽ ha ha, tốt lắm thiên thiên, thật sự là nở ngươi nở mặt với hổ tộc chúng ta. Đó là điều đương nhiên. Là một thành viên của hổ tộc, ta rất tự hào, hổ thiên thiên vô cùng hưng phấn. Trần Đính Thiên chúc mừng, chúc mừng thiên thiên đại lão, Lưu Quang Chương hâm mộ nói thiên thiên đại lão thật ngưu bức, vậy mà có thể rút được phá cảnh đan, Trần Lưu Trung chúc mừng thiên thiên đại lão, sau Ngụy Âu Hoàng và Trần Lão Đại, lại có thêm một vị đại lão rút được giải thưởng lớn, tôn nhị huân đại lão chính là đại lão, vận khí không phải thứ mà người thường như chúng ta có thể so sánh, mã chí viễn thiên thiên đại lão, cho ta sờ người một cái được không, dính chút vận may của ngươi. Lúc này Dương Phong đi tới không tệ, thiên thiên, ngươi lại giúp cửa hàng chúng ta gỡ lại một trận, từng, rất tốt, tiếp tục cố gắng, Dương Phong cười đến mức mặt ngươi rạng rỡ, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết, tại sao không phải mình rút chúng? Tại sao không phải mình rút chúng? a a a cái hệ thống chết tiệt nguyền rủa ngươi cả đời f a hệ thống ta chọc giận ngươi hồi nào là tác giả không cho ngươi trúng liên quan gì tới ta trưởng quỷ trưởng quỷ ta có thể dùng phá cảnh đan này không kỳ thật hổ thiên thiên rất muốn biết liệu nó có tác dụng với mình hay không có thể loại đan dược này cho dù là ma thú hay con người sử dụng hiệu quả đều giống nhau dương phong khẳng định ha ha địa cảnh Ngươi hãy đợi Thiên gia ta, lúc này Hổ Thiên Thiên vô cùng vui vẻ. Lúc này, Triệu Tung Minh, Ngụy Khiếu Đình, lão An, Vương Bàn Tử mạp đi vào. Thiên Thiên đại lão, ngươi rút được phần thưởng gì vậy? Đây là điều mà Ngụy Khiếu Đình quan tâm nhất, hắn sợ Hổ Thiên Thiên rút được thứ gì đó còn tốt hơn mình, cướp mất địa vị âu hoàng của hắn. Ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là phá cảnh đan mà thôi. Hổ Thiên Thiên cũng học theo giọng điệu của Ngụy Kiếu Đình. Mẹ kiếp, đã bắt đầu khoác lác rồi, Dương Phong thầm mắng, phá cảnh đang, từng, không tệ không tệ, ta nghĩ mình cũng sắp rút được. Ngụy Kiếu Đình rất tự tin vào bản thân, dù sao hắn là Âu Hoàng. Lúc này, Triệu Tung Minh nhìn chầm chầm vào Ngụy Vô Nhai đang mặc hắc bào, đi tới đánh giá một hồi lâu. Khi Ngụy Vô Nhai nhìn thấy Triệu Tung Minh và Ngụy Kiếu Đình, thân thể hơi rung lên, quay đầu đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của bọn họ cho đến khi triệu tung minh đi tới trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn ngụy vô nhai mới quay đầu lại nhìn triệu tung minh sau đó dùng giọng nói khàn khàn hỏi vị huynh đài này có gì chỉ giáo sao ngươi lại nhìn ta lâu như vậy tuy ta không biết mặt ngươi khí tức cũng rất xa lạ nhưng ta luôn cảm thấy mình quen biết ngươi triệu tung minh cũng rất khó hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng chính là rất tự nhiên làm theo cảm tính lúc này ngụy khiếu đình cũng đi tới hỏi nghĩa phụ người sao vậy khi ngụy vô nhai nghe thấy giọng nói này thân thể lại rung lên một cách vô thức lúc ngụy khiếu đình nhìn về phía ngụy vô nhai thân thể cũng chấn động luôn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu ha ha ta nghĩ hai vị nhận lầm người rồi ta không quen biết hai vị cũng là lần đầu tiên tới đây nói xong hắn không quay đầu lại đi ra khỏi cửa hàng rất nhanh liền biến mất khỏi Thiên Ba Hồ. "Ơ, ờ, chuyện gì vậy?" Hai người quen biết hắn à?" Lúc này Dương Phong đi tới hỏi. "Không biết, tuy nhìn không rõ mặt hắn, nhưng ta luôn cảm thấy quen biết." "Ta cũng vậy, cảm giác này rất kỳ quái, đã nhiều năm rồi ta chưa từng có cảm giác này, ta luôn cảm thấy mình và người này có chút quan hệ." Ngụy Kiếu Đình cũng nói. "Hắn là người của Thiên Ma Tông, hơn nữa chức vị còn không thấp." Lúc này Triệu Kính Chi đứng dậy khỏi ghế, đi tới nói. Triệu Tung Minh và Ngụy Kiếu Đình đồng thời kinh hô cái gì? Thiên Ma Tông, Ngụy Kiếu Đình trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Thiên Ma Tông, Triệu Tung Minh cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao? Tại sao hắn lại là người của Thiên Ma Tông? Chẳng lẽ thật sự là hắn sao? Ngụy Kiếu Đình từ vẻ mặt khó tin chuyển sang thất hồn lạc phách. Triệu lão, người biết hắn sao? Dương Phong tò mò hỏi. Triệu Kính Chi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, liền nói, vừa rồi khi hắn vừa bước vào, lão phu đã cảm nhận được ma khí trên người hắn, chính là ma khí đặc thù của Thiên Ma Đại Pháp của Thiên Ma Tông. Triệu Kính Chi nghiêm túc nói, sau đó uống một ngụm Coca, tiếp tục nói Thiên Ma Đại Pháp chính là công pháp hấp thu linh khí của người khác chuyển hóa thành linh khí của mình, bất quá sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ không thể tiến thêm, nếu như cố ép tu luyện sẽ biến thành cổ máy giết người không có ý thức. Cảnh giới của hắn là võ vương đỉnh phong, chắc hẳn có địa vị không thấp trong thiên ma tông, nếu không hắn đã không xuất hiện ở đây, ta đoán hắn tới đây để dò xét tình hình. Không phải thiên ma tông đã bị tiêu diệt từ hơn 300 năm trước rồi sao? Sao bọn họ lại xuất hiện, trần đính thiên nhíu ngươi? a à, vậy mà thiên ma tông vẫn còn dư nghiệt, lão an hỏi. Đúng vậy, năm đó thiên ma tông có kẻ sống sót sau cuộc thảm sát đó sao vương cường cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thiên ma tông có rất nhiều cứ điểm bí mật ở khiếu nguyệt sơn mạch có lẽ bọn họ đã trốn ở đó triệu kính chi thở dài nói có thể nói thiên phong thành được xây dựng trên đống đổ nát của trận chiến năm đó mỗi người dân thiên phong thành chúng ta đều nên ghi nhớ lịch sử này triệu tung minh nói tiếp lời triệu kính chi Thiên Ma tông lợi hại như vậy sao? Phải cần tới sức mạnh của cả đại lục mới có thể tiêu diệt bọn chúng, lão an và Vương Bàn tử mạt nghe mà kinh hãi. Nhưng mà, hiện tại dư nghiệt của Thiên Ma tông đã xuất hiện, chẳng lẽ đại lục này sắp rơi vào chiến loạn sao? Hứa Mi lo lắng nói. Ha ha, cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần không để Thiên Ma tông có được ma khí trấn phái, vậy thì bọn họ cũng không có gì đáng sợ, ít nhất là về mặt cường giả đỉnh cấp, Thiên Ma tông không có nhiều. Triệu kính chi vuốt râu nói. Ma khí trấn phái. Ma khí? Là cái gì? Là vũ khí sao? Lúc này, mọi người đều không biết ma khí trấn phái của thiên ma tông là thứ gì. Mọi người im lặng nhìn về phía triệu kính chi, hy vọng ông sẽ nói tiếp. Không sai, ma khí này rất giống một cây quạt, có thể mở ra khép lại, vô cùng kỳ lạ. Quy lực của cây quạt này vô cùng lớn, còn mạnh hơn cả một số linh binh. Năm đó, Nhờ có cây quạt này mà tông chủ thiên ma tông mới có thể lấy một địch năm. Triệu kính chi lại uống một ngụm coca, chép chép miệng, coca cola thật sự là ngon. a à, ma khí kia hiện tại ở nơi nào vậy? Hứa mi vô cùng tò mò hỏi. Bất quá trong lòng lại thầm nghĩ, ma khí này ngư bức như vậy, hiện tại hẳn là ở trong tay thế lực nào rồi chứ? Theo điển tịch của Thiên Phong Thành ghi lại, Hồ Thiên Ba trước đây không tồn tại, sau khi trải qua đại chiến mới xuất hiện, chẳng lẽ là... Triệu Tung Minh có chút suy đoán. Không thể nào, Thiên Ba Hồ cho dù là sau trận đại chiến kia mà có, nhưng có quan hệ gì với ma khí chứ? Hẳn là ở trong tay thế lực nào đó rồi, Hứa Nguy vẫn kiên trì suy đoán trong lòng mình, ha ha, ma khí này a, à, không phải ở trong tay bất kỳ thế lực nào cả. Ma khí này hiện tại đang ở dưới đáy hồ Thiên Ba đấy, Triệu Kính Chi nói ra một kết quả khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, a. À, mọi người không thể tưởng tượng nổi mà trợn tròn mắt ở thiên ba hồ dưới đấy triệu tung minh nói từng chữ một cái gì sao lại ở dưới hồ thiên ba được bọn người hứa nguy cũng há to miệng mọi người sợ ngây người ma khí của thiên ma tông này lại ở đáy hồ thiên ba điều này làm cho người ta quá chấn kinh dương phong cũng rất kinh ngạc ma khí này lại ở ngay dưới mí mắt mình như vậy chẳng phải là nói về sau sẽ có rất nhiều người của thiên ma tông đến đây sao có lẽ nơi này sẽ không còn được bình yên nữa bất quá có không bình yên cũng không sao cả chỉ cần đừng đến đây gây chuyện là được mặc kệ hắn là thiên ma tông địa ma tông gì chỉ cần khách khí đến mua vật phẩm đừng có gây rối là được nếu như muốn dở trò gì hừ hừ ta sẽ cho các ngươi biết mã vương gia vì sao lại có ba con mắt ha ha thiên ba hồ này chính là do ma khí kia tạo thành đấy triệu kính chi mỉm cười vuốt râu tự hồ không thèm để ý thiên ma tông lại một kim lít áp mi sơn nữa xuất hiện triệu lão kể cho chúng ta nghe một chút đi hổ thiên thiên thì cảm thấy vô cùng tò mò ờ triệu kính chi uống cạn một ly coca cola ở một cái thật dài lý tú ngưng cầm ly triệu kính chi vừa uống xong đi đến máy tự phục đồ uống rót đầy một ly khác cho triệu kính chi này hai người cũng lão phu lão thê rồi chú ý hình tượng một chút đi không thấy ở đây còn có mấy người độc thân sao phát cẩu lương như vậy có được không hả? Cảm ơn Tú Ngưng, nàng vất vả rồi. Triệu Kính Chi nhận lấy Coca-Cola, nói với giọng điệu vô cùng sến súa. Già dạ rồi mà không biết xấu, trong lòng mọi người rất là khinh bỉ, Dương Phong càng điên cuồng mắng chửi lão già này trong lòng, tự hồ nhận phải vạn điểm bạo kích sát thương. Không có gì, so với những gì Kính Chi đã làm cho ta, chút này thật sự không đáng nhắc tới. Lý Tú Ngưng lắc đầu, thâm tình nhìn Triệu Kính Chi. Mẹ kiếp, mùi vị cẩu lương lâu năm thật sự là đậm đà, trong lòng đám cẩu độc thân chua lòm, khụ khụ. Dương Phong bị sặc nước, không phải cố ý ho khan, mà là thật sự bị sặc. Dương trưởng quỷ, huynh không sao chứ, hứa nguy ngồi gần Dương Phong nhất nghiêng đầu nhìn hắn. Không sao, không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, Dương Phong cũng không tiện nói mình bị sặc nước, thật mất mặt quá. Sau khúc nhạc dạo ngắn mũi này, Triệu Kính Chi lại mở miệng lúc ấy, sáu vị võ đế đánh nhau vô cùng kịch liệt tông chủ thiên ma tông cầm ma khí trong tay đánh ngang tay với năm vị võ đế vào thời khắc cuối cùng có hai vị võ đế liều mạng bị trọng thương dùng bí pháp ngắn mũi kiềm chế ma khí ba người còn lại hợp lực đánh bay ma khí kia từ trong tay tên ma đầu kia cuối cùng ma khí rơi xuống nơi này sau khi nổ tung hình thành nên cái hố này không lâu sau đã bị nước tràn vào lấp đầy Tên ma đầu kia không còn ma khí trong tay, rất nhanh đã bị các vị võ đế giết chết. Triệu Kính Chi đơn giản kể lại quá trình cho mọi người nghe. Đương nhiên, những điều này đều là hắn đọc được từ trong điển tịch của sư môn. Vị lão tổ năm đó tham chiến bởi vì bị trọng thương, vẫn luôn bế quan tĩnh dưỡng. Nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không thấy xuất quan. Không biết hiện tại tình huống như thế nào rồi mà một vị bị trọng thương khác chính là một vị võ đế của thanh vân thiên tông đế quốc đại hán a à, vậy ra nó vẫn còn tồn tại sao lúc này trần lâm đột nhiên lên tiếng hả mọi người nghi hoặc vị đại lão này rốt cuộc đang nói gì vậy trần lão ngài nói nó là mọi người đều không hiểu nó mà trần lão nói là cái gì ha ha ta đang nói đến ma khí trong miệng của các ngươi đấy trần lâm cười đáp giải thích nghi hoặc trong lòng mọi người Ồ, chẳng lẽ Trần lão biết ma khí kia là gì sao? Triệu Kính chi lập tức hứng thú, Trần lão này nhất định là một nhân vật vô cùng cổ xưa. Trong lúc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lão có nhắc đến một số sự tích và sự vật mà trong điển tịch hoàn toàn không có ghi chép. Nhưng mỗi khi mọi người hỏi lão rốt cuộc là nhân vật của thời đại nào, Trần lão đều chỉ cười, không nói gì. Ma khí này có tên là Suy Linh Phiến, là một thanh ngụy thiên binh. Luyện khí sư khi rèn tạo Suy Linh Phiến này đã phạm phải một chút sai lầm nhỏ khiến khí linh bên trong nó không thể thức tỉnh hoàn toàn, cho nên nó chỉ là một thanh ngụy thiên binh, quy lực so với thiên binh thật sự kém đến vạn dặm. Trần Lâm nhớ tới vị bằng hữu đã rèn tạo ra suy linh phiến này, có một lần ông ấy đã nói chuyện này cho lão nghe, a, à, thì ra là ngụy thiên binh, khó trách tên ma đầu kia có thể lấy một địch năm, hơn nữa mấy vị võ đế kia đều dùng linh binh, nếu hắn mà có thiên binh thật sự trong tay, có lẽ đại lục này đã sớm bị hắn thống nhất rồi. Triệu kính chi sợ hãi nghĩ. Vậy linh binh và thiên binh có gì khác nhau? Vì sao hiện tại không còn thiên binh nữa? Hứa Nguy hỏi ra thắc mắc trong lòng rất nhiều người. Theo điển tịch ghi lại, thiên binh dường như có ý thức của riêng nó, quy lực cũng cực kỳ lớn. Triệu Kính Chi cũng không rõ ràng lắm, trong điển tịch cũng chỉ ghi chép ngắn gọn như vậy. Ha ha, thiên binh và linh binh khác nhau ở chỗ, bên trong thiên binh có phong ấn linh hồn của một con ma thú, trở thành khí linh của nó. Hiện tại không còn trận pháp sư nữa, cho nên thiên binh cũng không có khả năng xuất hiện. Trần Lâm giải thích sự khác nhau giữa hai loại binh khí này cho bọn họ nghe. Trận Pháp Sư là gì? Mọi người càng thêm hoang mang, trong điển tịch căn bản chưa từng nhắc đến trận Pháp Sư. Ha ha, đó là chuyện của 10 vạn năm trước rồi. Trận Pháp Sư có lẽ đã biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi, Trần Lâm cảm thán, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ít nhất trên thế gian này còn có hai người, một là ta, Trần Lâm, hai là Dương Trưởng Quỷ. Đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa thể công bố thân phận, bằng không ta có thể giả bộ một fan rồi. Trần lão, vì sao những người khác vừa chạm vào suy linh phiến kia đều bị nó khống chế? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Triệu Kính Chi hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng 300 năm qua của bọn họ, chuyện này là do chủ nhân của suy linh phiến kia vẫn chưa chết. Trần Lâm nói ra một sự thật mà bọn họ không muốn tin. Cái gì? Chưa chết? Sao có thể như vậy được? năm đó hắn đã bị đánh cho tan thành tro bụi rồi làm sao có thể sống sót triệu kính chi lớn tiếng nói không có gì là không thể trên thế gian này có rất nhiều loại công pháp thần kỳ có thể khiến người khác lầm tưởng bản thân đã chết nhưng kỳ thật chân thân đã sớm chạy thoát lúc này tiểu bạch cũng đi tới nói chẳng lẽ tên tông chủ thiên ma tông kia thật sự chưa chết vậy thì lần này thiên ma tông xuất hiện e rằng không chỉ đơn giản là muốn đoạt lại suy linh phiến vẻ mặt triệu kính chi trở nên ngưng trọng. Sợ cái gì, chỉ cần hắn không đến đây gây chuyện là được rồi. Nếu hắn dám đến đây gây sự, hừ hừ, bổn thiên gia ta sẽ cho hắn biết tay, hổ thiên thiên đứng thẳng hai chân, vung vẩy móng vuốt nhỏ của mình, bá khí nói. Ha ha, đúng rồi, chúng ta quên mất ở đây còn có đại lão tọa trấn, mặc kệ ngươi là ai, thực lực mạnh đến đâu, ở trước mặt dương trưởng quỷ cũng chỉ là kiếm hôi mà thôi. Mọi người thầm nghĩ đúng rồi đại lão trận pháp sư rốt cuộc là cái gì vậy hổ thiên thiên tò mò hỏi bầu không khí ngưng trọng vừa rồi lại khôi phục lại bình thường mọi người đều hứng thú với cái nghề nghiệp mới mẻ này trận pháp sư có thể khắc họa trận pháp minh văn lên trên trận pháp thạch hoặc là dùng trận pháp thạch để luyện chế vũ khí hoặc các loại đạo cụ khác sau đó khắc trận pháp minh văn lên đó giống như tụ linh huy chương trên người ngươi chính là do trận pháp minh văn tạo thành đấy cái này là do trận pháp sư chế tạo ra sao? Lợi hại quá, những người có tụ linh huy chương đều cúi xuống nhìn vật trên người mình, thầm nghĩ. Những trận pháp sư này có thể thông qua trận pháp minh văn để mượn lực lượng của trời đất, đạt được các loại mục đích khác nhau, ví dụ như tăng tốc tu luyện, công kích, phòng ngự vân vân. Còn có một loại trận pháp càng thần kỳ hơn, chính là truyền tống trận, có thể đưa ngươi đến một nơi khác cách xa vạn dặm trong nháy mắt. Trần Lâm dừng lại một chút, cho bọn họ thời gian tiêu hóa những kiến thức mới mẻ này sau đó mới tiếp tục nói trận pháp sư còn có thể lợi dụng trận pháp thạch để mở ra một không gian mới ví dụ như trữ vật đạo cụ túi trữ vật mà các ngươi đang sử dụng hẳn là dùng không gian quy tắc để mở ra diện tích bên trong rất nhỏ mà trữ vật đạo cụ do trận pháp minh văn tạo thành đều vô cùng tinh xảo nhỏ gọn ví dụ như nhẫn khuyên tai các loại nhưng không gian bên trong lại rất lớn trần lâm nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm trong lòng rất đắc ý Lúc này mới là biểu hiện bình thường chứ, không giống như Dương Chưởng Quỷ, lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Dương Phong thì có gì mà phải kinh ngạc, hắn xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy rồi, đừng nói là loại trữ vật không gian nhỏ bé này, cái gì mà trữ vật giới chỉ, trữ vật vòng tay, trữ vật khuyên tai, thậm chí là trữ vật không gian có thể chứa sinh vật sống, chỉ cần là trận pháp sư hoặc là luyện khí sư hơi lợi hại một chút đều có thể làm ra được. Huống chi, mấy tên trận pháp sư luyện khí sư kia sao có thể so sánh với vị đại lão đã sáng tạo ra hệ thống được chứ? Bọn họ căn bản không có năng lực đó, biết không hả? a à, tộc trưởng, vậy Linh đang trên người ngươi có phải cũng là loại trữ vật không gian này không? Hổ thiên thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn chầm chầm vào Linh đang trên cổ tiểu bạch. Nghe hổ thiên thiên nói vậy, mọi người đều nhìn về phía tiểu bạch. Chỉ thấy Linh đang trên cổ tiểu bạch vô cùng tinh xảo, bên cạnh còn đeo một cái tụ Linh huy chương ta cảm thấy linh đan của ta so với những gì trần lão nói còn lợi hại hơn bởi vì không chỉ không gian bên trong có đến mấy ngàn mét khối mà còn có công năng phòng ngự bất quá ta cũng không rõ lắm dù sao đây là do chủ nhân tặng cho ta cái cái gì mấy ngàn mét khối cái này cái này là khái niệm gì vậy còn có công năng phòng ngự chuyện này thật sự quá nghịch thiên rồi mọi người đều hô to không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng được trên đời này lại có trữ vật không gian lớn như vậy, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ, trên cổ bạch đại lão. Đạo cụ trên người trưởng quỷ có lẽ đã đạt đến một cảnh giới khác rồi, bởi vì ta không nhìn ra dấu vết trận pháp kích hoạt trên đó, tuy rằng phía trên có khắc họa trận pháp minh văn, nhưng mà loại minh văn này ta chưa từng thấy bao giờ. Trần Lâm nhìn Dương Phong, ánh mắt sáng quắc. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Lâm, Dương Phong thầm rùng mình, lão già này không phải là có sở thích kỳ quái đó chứ nhưng mà trần lâm rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường tiếp tục nói mà những trận pháp sư lợi hại hơn có thể bố trí ra trận pháp không gian gấp khúc giống như cửa hàng này nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn ý trần lão là dương trưởng quỷ là một trận pháp sư vô cùng vô cùng lợi hại sao lưu quan chương nhìn trần lâm sau đó lại nhìn dương phong đúng vậy dương trưởng quỷ không gian cửa hàng này của ngươi chính là do không gian gấp khúc tạo thành phải không? Hứa Nguy cũng phụ họa. Đúng là như vậy, bất quá ta quan tâm nhất là lúc nào dương trưởng quỷ mới bán loại trữ vật đạo cụ này, vương bàn tử nhìn Linh đang trên cổ tiểu bạch, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân hắn là thương nhân, nếu như có loại trữ vật đạo cụ lớn như vậy, vậy sau này vận chuyển hàng hóa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng vậy, đúng vậy, dương trưởng quỷ, lúc nào ngươi mới bán, mọi người đều nhao nhao hỏi. Ha ha, cái này nhất định sẽ bán, rất nhanh thôi, mọi người đừng vội. Dương Phong nào biết lúc nào mới bán, những thứ này đều phải dựa vào hệ thống, phải dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc là rút thưởng mới có, nói cho cùng, vẫn là phải xem sắc mặt của cái hệ thống chết tiệt kia. Nghe Dương Phong nói vậy, mọi người cũng yên tâm, Dương trưởng quỹ nói bán, vậy thì nhất định sẽ bán, hơn nữa sẽ không lâu nữa đâu. Trần Lâm cũng nhìn chằm chằm vào linh đan trên cổ Tiểu Bạch, trong lòng vô cùng hâm mộ, cho dù bản thân lão cũng có chút tạo nghệ về trận pháp, nhưng vẫn không thể chế tạo ra được trữ vật đạo cụ lớn như vậy. Cho dù là thời kỳ huy hoàng nhất của trận pháp sư và luyện khí sư cũng chưa từng xuất hiện loại trữ vật đạo cụ lớn như vậy, hơn nữa còn có công năng phòng ngự. Trần Lâm hâm mộ nói: "Trần lão, vậy những trận pháp sư kia đều đi đâu hết rồi?" Vì sao trên đại lục không còn trận pháp sư nữa? Triệu Kính Chi rất tò mò về sự biến mất của trận pháp sư. Đúng vậy, đúng vậy, Trần lão, vì sao trận pháp sư lại biến mất? Những bảo vật do trận pháp sư và luyện khí sư rèn tạo ra đều biến mất theo sao, không gian trữ vật không có còn chưa tính, hiện tại ngay cả gia tốc tu luyện, phòng ngự, công kích, những thứ này đều biến mất không thấy, chớ đừng nói chi là truyền tống trận loại đồ vật nghịch thiên này. Ha ha, việc này liên quan đến một ít bí mật 10 vạn năm trước, hiện tại các ngươi biết cũng không tốt, đợi đến lúc có thể cho các ngươi biết ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Trần Lâm lắc đầu nói. Trần Lâm không phải không muốn nói, chỉ là còn chưa đến lúc. Dương trưởng quỷ, về sau ngươi cũng sẽ bán ra những vật phẩm này sao, mọi người thấy hỏi Trần Lâm không được gì, liền đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong vẫn giữ vẻ mặt đó, sẽ, về sau những thứ này đều sẽ bán, chư vị đừng vội, hãy kiên nhẫn chờ đợi, nóng vội ăn không nổi đậu hũ nóng. Triệu lão, ngươi nói xem linh phiến này ở vị trí nào dưới đáy hồ, đúng vậy, triệu lão, ngươi nói cho chúng ta nghe một chút, ha ha, cái suy linh phiến này, ngay tại chính giữa hồ thiên ba này, bị trói ở trong một quan tài đá, xiền xích này cũng là cấp bậc linh binh, người thường không mở ra được. Triệu kính chi đối với suy linh phiến trước mắt, vẫn rất yên tâm, không có người từ võ hoàng đỉnh phong trở lên là không mở được quan tài đá kia. Hơn nữa cho dù ngươi mở ra cũng không lấy được suy linh phiến bên trong. Cho dù lấy được, cũng sẽ bị nó khống chế, trở thành con rối của suy linh phiến. Dương Phong nghe nói ở giữa hồ thiên ba, bỏ đi ý niệm xuống đáy hồ tìm cái quạt này. Giữa hồ thiên ba cách nơi này chỉ ít một km, bản thân cũng hữu tâm vô lực. Vẫn nên tiếp tục làm trưởng quỷ của mình vậy. Bởi vì tà thần giáo, mọi người đều không có tâm tình đi thí luyện bí cảnh mà là ngồi ở trước cửa hàng tán gẫu thảo luận mấy loại đồ vật hôm nay nghe được như suy linh phiến không gian trữ vật trận pháp sư những thứ này phá vỡ nhận thức của bọn họ hệ thống dựa theo kịch bản ngươi hẳn là nên phát bố nhiệm vụ tiêu diệt thiên ma tông đi lấy suy linh phiến gì đó chứ dương phong cảm thấy xuất hiện sự kiện mới hệ thống nên phát bố nhiệm vụ gì mới đúng còn có một nhiệm vụ phụ chưa phát bố hệ thống hẳn là phải phát bố những nhiệm vụ kiểu này mới đúng hệ thống ký chủ đừng nghĩ quá nhiều cũng đừng tự cho là đúng nhiệm vụ cần kích hoạt mới có thể phát bố trước khi kích hoạt nhiệm vụ hệ thống sẽ không phát bố nhiệm vụ hệ thống nếu như phát hiện khách nhân của ta bị người của thiên ma tông truy sát bên ngoài lĩnh vực vô địch của ta có kích hoạt nhiệm vụ cứu viện gì đó không hệ thống ký chủ nghĩ nhiều rồi chúng ta là người làm ăn chân chính không phải chú cứu thế nếu như dựa theo ý của ngươi khách nhân gặp nguy hiểm liền muốn đi cứu vậy xin hỏi về sau khách hàng nhiều hơn vậy chẳng phải là không có thời gian làm ăn đều bận rộn cứu người sao cũng đúng hình như rất có đạo lý dương phong vuốt cằm nghi hơn nữa đối phương không gặp nguy hiểm trong phạm vi cửa hàng thiên ma tông cũng không xúc phạm đến lợi ích của cửa hàng cho nên sẽ không kích hoạt điều kiện phát bố nhiệm vụ hệ thống tiếp tục giải thích dương phong gật đầu đồng ý lần này hắn đồng ý với hệ thống dù sao hắn chỉ là mở cửa hàng không phải siêu nhân mặc quần lót bên ngoài điều duy nhất hắn có thể làm chính là bảo đảm an toàn trong lĩnh vực vô địch của mình nhiều nhất là để tiểu bạch đi trấn giữ nếu như tiểu bạch cũng không phải đối thủ vậy hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm dương phong cũng cảm thấy nhàm chán liền đi ra ngoài cửa hàng nằm trên ghế phơi nắng vừa lúc đó một vài lời nói khác truyền vào trong tai dương phong diêu Dư thịnh tư ban đổ lôi muốn làm gì lão nương nói cho các ngươi biết nơi này của dương trưởng quỷ cấm gây chuyện các ngươi đừng làm loạn Tôn nhị nương mang theo ngữ khí có chút bực tức nói. Chúng ta không gây chuyện, chúng ta muốn nữ nhân, nhị nương người xem. Giọng đổ ban phấn khích truyền đến, chết tiệt, người ở dị giới đều mạnh như vậy sao? Loại chuyện này cũng có thể nói thẳng mặt như vậy. Chuyện này, chuyện này cũng quá kích thích đi, đổ ban, ta đây là sư tỷ ngươi, muốn nữ nhân, đi vào kỹ viện trong thành tìm, lão nương là người đứng đắn, các ngươi những lão háo sắc này nếu còn muốn bôi nhọ thanh danh của ta, lão nương liều mạng với các ngươi. Giọng nói của tôn nhị nương đột nhiên cao vút, mọi người nghe xong liền, qua lên kinh hô, lại có chuyện như vậy, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn qua, muốn xem ba lão háo sắc này, sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì. Dương Phong cũng tháo kính râm xuống, nhìn xem ba tên độc thân này sẽ làm ra chuyện gì. Ba người đổ ba nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người, thân thể rung lên, vội vàng giải thích tôn đoàn trưởng, tôn đoàn trưởng, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Đây là hiểu lầm cực lớn. Ý của ta là, chúng ta muốn theo đuổi, chỉ đơn thuần là muốn theo đuổi một vài cô nương trong đoàn của ngươi, hy vọng ngươi có thể cho phép. Phù. Nghe bọn họ giải thích xong, Tôn Nhị Nương hít sâu một hơi, vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, tức giận nói muốn theo đuổi thì cứ đi, ta chưa bao giờ ngăn cản, về sau đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ trách chúng ta miệng lỡ lời, miệng lỡ lời đa tạ nhị nương, đa tạ nhị nương. Ba người dư thịnh vội vàng cảm ơn tôn nhị nương, chờ các nữ đệ tử của liên hoa dòng binh đoàn từ trong bí cảnh thí luyện đi ra, ba người bọn họ lập tức triển khai theo đuổi mãnh liệt, mau chóng thoát khỏi danh hiệu cẩu độc thân trong miệng dương trưởng quỷ. Người khác thấy không còn gì hay để xem, lại tiếp tục trò chuyện chuyện mình cảm thấy hứng thú. Dương Phong thấy cũng không có chuyện gì hay ho xảy ra, lại đeo kính râm lên. Nghĩa phụ, Người nói người đó có phải là Ngụy Khiếu Đình lo lắng nói. Nghĩa phụ cũng không nói chính xác được, vừa hy vọng là lại hy vọng không phải. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.